Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mình lãnh cái nồi của khách về, mình thay cái mâm nè các bạn. Mâm nó bị dính díu trơn nè các bạn thấy không? Cái clip này mình làm chia sẻ với các bạn, nếu mà mình làm nhanh á thì mình làm một clip. Còn các bạn theo dõi nha, mình làm chậm á thì mình làm phân làm hai clip nha các bạn. Các bạn thông cảm nghe đón xem mình nha các bạn. Bạn thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Đây nè, mình thay thường cái mâm này là nó nồi 2 lít 2 nha các bạn. Nhưng mà mình mua phải 2 lít 8 mình mới được. Này 2 lít 8 nè các bạn. Đó, 2,8 nè thấy không? Đó, 2 lít 2 thì vô nó 2,8 bự hơn tí nha. Bự hơn tí à, còn 2 lít 2 nếu mà mua 2 lít 2 về mình thay vô cho khách á thì cái mâm nó sẽ nhỏ hơn mâm trong nồi. Đó. Đây mình thay mâm mới. Cũng mới cho khách luôn nha các bạn. Mình chia sẻ các bạn cách thay như thế nào nha các bạn. Tại vì này là thay là phải chế phét ra. Thì anh em nào xem thấy video có hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cho súp mình nó tăng lên, súp mình nó bèo quá không có lên chậm gùa các bạn ơi. Kênh của mình cũng chưa được cái gì hết trơn á. Chưa có phát triển gì hết trơn á, nhờ anh em trong thời gian qua cũng ủng hộ mình. Thì cái nồi này là nồi sáp nha các bạn. Thì cái vỏ nồi nó còn mới nên hình thử ra, ví dụ như nhà các bạn mà nó có hư cái mâm á, nó bị sụp cái mâm á, nấu mà nó bị dẹo tới dẹo lui á, nó sẽ không thông nhiệt điều. Các bạn đừng có tiếc để nấu hoài nó sẽ hao điện nha các bạn. Tại vì nó không có thông nhiệt lên cái nồi á thì nó sẽ hao điện. Mình thà mình cái tiền hao điện đó mình bỏ, mình mua mâm mới về mình chế, mình thay vô xài rất là ngon nha. Nếu mà cái vỏ mình còn cứng bình thường nó rỉ này không sao hết trơn á. Nồi sáp là nó tốt lắm, nó thiết nó dày. Thì thử ra mình thay vô là xài các bạn. Với mấy cái ổ cắm đuôi này là nó không có bị hư. Rồi thôi mình tiến hành mình làm nha các bạn. Tại thời gian không có. Cách thay mâm như thế nào, để phét lỗ để mãi này như thế nào thì các bạn đón xem mình làm nha các bạn. Đây đầu tiên mình đổ ra. Mình dặn cái này ra các bạn. Dặn mình mở ra ra. Này giấc sáng mình đi làm rồi mà, nhưng mà cái này mình lãnh ngày hôm qua thì mình mới rảnh mình mới mua về mình thay. Đó. Các bạn thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích rồi nhớ ủng hộ mình. Để các bạn xem nghe mình làm nghe các bạn. Cái phòng của mình hôm dài mình dỡ cái niệm ra, cái niệm quá bèo rồi mình dỡ ra, mình dơ quá mình dỡ ra bỏ. Thì mình nó mới có không gian rộng gì nên chắc mình đủ chiếu các bạn ơi. Mấy mình lấy cái niệm lại, mình mua cái niệm mới mình xài, cái niệm mà mình mua không bao lâu hết trơn nó hư à. Đây. Cây búa nữa. Đầu tiên là mình gã hết luôn nha các bạn. Mình gã bỏ hết luôn. Thì mình nhớ cái đường dây thôi. Đường dây hai cái chấu mâm đường dây vô. Đó. Các bạn nhớ hai cái chấu mâm đường dây vô. Thôi, đơn giản thôi. Xanh trắng. Cái này nó cũng rất hậu kỳ hết lần nè, người ta ngắt ra, người ta nối cua lên luôn rồi các bạn. Này không sao chứ, không ảnh hưởng gì hết. Mình để đây. Rồi mình dặn cái này ra luôn nha. Dặn cái chấu mặt kiếp ra luôn. Mình gỡ cái này ra bỏ luôn. Mình thay là mình phải phét lại các bạn. Cái dàn vỏ nó không thành vấn đề, mình thay mình phét rồi xong xuôi mình lắp vô là nó kín mít à. Nếu mình thấy mình làm lâu thì mình chia ra làm hai clip nha các bạn, đón xem mình nha các bạn. Anh em nào đam mê nghề thì cứ xem mình làm. Rồi mình dỡ ra hết luôn. Mình lấy cái miếng hâm ra ngoài luôn nha các bạn. Dễ bề mình làm, lát mình lắp vô chỗ khác cũng được. Mình bắn vít. Miếng hâm của nó tốt nha. Mình lấy bỏ ngoài nè.
Rồi cây bún này mình bóp lấy ra luôn, mình là dọn sạch sẽ luôn á. Rồi mình dặn ốc lấy ra, lấy mâm ra luôn. Mâm này nó sụp cỡ này nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Ừ. Đó, mo tùm lum tà la chưa nè, thấy không? Banh hết rồi. Cái này mình chỉ còn có nước là làm gì nữa không mà. Bắn vô chai. Không có tiếc. Mấy cái đó là không có tiếc mà không có chế gì hết trơn á. Rồi, đầu tiên mình coi cái mâm này nè các bạn. Đây, đầu tiên mình coi cái mâm này, mình coi cái chấu nó nằm sao ha, mình sắp xếp nó. Ví dụ như cái chấu này của mình nó dài quá đi, mình phải phét đó, mình phải phét qua đó. Đó, mình phét tiếp tới luôn, phét tới đây luôn nha các bạn. Mình phét, mình có cái kìm cắt nè, mình chỉ cắt nó thôi à, chứ không có làm gì hết. Chứ mình làm thợ mình không có cái gì mà để phét nó, chứ chỉ có kìm cắt này mình cắt mình kéo tới. Mình cũng làm đơn giản nha các bạn ơi, chứ không có gì cầu kỳ hết. Phía của nó dày lắm, không có hư bậy đâu. Nếu mà nồi cơm nhà các bạn xài đó ha, là mình dỡ ra và mình làm xong xuôi phét lỗ, mình đo đạt ngay ngắn là đàng hoàng. Mình có thể mình sơn, phủ lớp sơn lại cũng vẫn được bình thường. Mình để vô coi nó ngay không nha các bạn, vô không nha, lọt chấu vô là được rồi đó. Vô mình lọt chấu vô, mình để nằm xuống đây, mình để nằm xuống, mình phân cho nó ngay chính giữa. Tại vì cái này á các bạn, nó có cái chấu nó hơi kê, cái chấu này nè, à, cái chấu này cao hơn nè, nó hơi kê, mình sẽ cắt nó đi đó. Mình sẽ lấy cưa, mình cưa nó hoặc là cái gì đó mình cắt nó đi. Giờ mấy cắt của mình nó nằm tuốt ở trong rồi. Quên cái chuyện này. Đây, mình lấy mấy cắt mình cắt nó luôn các bạn. Chờ mình tí nha các bạn. Mà tại vì đi mằn về, ghé về đang làm cho khách. Làm cho khách rồi mình nên mình không có thụ bị gì hết. Mình làm cái đâu mình chia sẻ cái đó. Cắt mới cắt cho nó nhanh. Rồi mình ghim cái thẳng luôn nha các bạn. Cái mài mình ghim thẳng nó hơi ồn nha, bạn thông cảm nha. Mình lấy cái cây mình kê các bạn ơi, mạnh lắm. Cây mài của mình nó mạnh lắm, mạnh khủng khiếp lắm. Cái là đất liền. À, bỏ nó qua bên đi. Rồi bây giờ mình để cái mâm vô lại các bạn, mình coi coi cái mình đọ cho nó ngay nha. Nó sập rồi, ngay rồi đó. Mình coi cái lòng mình đã coi nó ngay không, không hay ngay mình cắt xuống nữa. Còn nó cắn là chưa có tới nè, thấy không? Mình sẽ bóp cái này qua chút. Chế là phải như vậy đó các bạn. Nhưng mà lưu ý làm nghe, đưa tới đưa lui phải coi kỹ mấy cái dây miếng hâm này nghe, đứt nha các bạn. Mình làm thấy gì chứ mình cũng có ý lắm á. Cái vụ này thì mình cũng có từng làm nhiều rồi, nên thử ra mình có ý cái chỗ đó không sao. Sợ các bạn nhà làm biết quen đó mà đứt cho mình.
mình để lại. Cách mình làm, mình để đo mâm phép lỗ để mà gắn vô thì nó cũng dễ các bạn ơi, không có khó. Đây nè, vì là nó ngay nè các bạn, mình ngay trung tim cái lỗ đi rồi mình phét cái lỗ trước đó, mình phét cái chỗ dẫn ốc trước nha đó, như vậy là thành cái bếp dưới mình phét không thấy đó. Rồi như vậy là ngon ha. Rồi bây giờ canh lỗ làm sao? Thì canh lỗ mâm này đơn giản các bạn, giờ mình chỉ có lấy nhớt á các bạn, nhớt mình chế vô cái lỗ, ba lỗ này nè, mình canh là đơn giản thôi nè, chế vô ba cái lỗ này nè, mình để xuống. Nè, chế vô ba lỗ này mình úp xuống nè, nghiêng cho nó có nhiễu nha, không nhiễu các bạn. Mình để ngay xuống nha các bạn. Đó thì ba lỗ nó như vậy thì nó xuống ngay rồi đó. Mình dỡ lên. Bạn xem nè, thấy không? Mình lấy trung tim là nó như vậy đó. Đa 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 thôi, ba dấu thấy không? Đơn giản thôi. Rồi mình phét nha, phét lỗ nha các bạn. Để nó chịch à. Thì mình phét lỗ bằng cái con ốc này nè, ốc bắn nè. Không có gì khó hết. Đó. Mình nhắm ngay chính giữa nó, mình quất rồi. Lát nó hơi xê chịch này nọ chút đỉnh cũng đỡ, không sao chứ. Rồi đó, ba cái lỗ rồi đó các bạn. Rồi để mình thử coi coi nó ấy không nghe, mà rồi mình nó phét cái lỗ giữa. Đây. Xem nè các bạn. À, mình cho nó ngay một cái lỗ cái coi, rồi mình đã coi mấy lỗ kia đây, rồi nó ngay không nè, tương đối ngay đó các bạn, ngay hết luôn á, rồi ngay bon luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình phét cái lỗ giữa này nha, phét lỗ giữa đạn cho cái gúng nó xuống, đơn giản thôi. Rồi tiến hành mình làm cái lỗ giữa cái lỗ giữa này thì mình phét vòng vòng thôi, phét sao cho nó lọt cái rúng thôi. Mình không cần phét cho nó đẹp hết nha bạn, mình chỉ phét cho nó có cái lỗ thôi. Phét cho nó có cái lỗ thôi. Cơm này mình rảnh cách nhà mình khoảng 8-9 cây số các bạn, cũng quen không à, mình sửa đồ đó, rồi người ta biết mình đó, mình nói giá cái một là người ta nói ừ khai đi, nói đồ mới là người ta chịu à, nhưng mà mình nói mình thay, mình chế đàng hoàng, mình làm ngon lành ok thì nói chung ra là ta chịu cái mình sai liền à, bạn làm mà có làm rồi nên ta biết.
Cái nồi này các bạn mà mua mới á, là nó từ giá 600 mấy nha các bạn. Nồi sáp nè, 600 mấy hay gì đó, chứ không rẻ nha. Không có giá 500 mấy đâu nghe các bạn. Đó. Nên mình thay cho người ta cũng rẻ chứ không có mắc. Rồi xong rồi đó các bạn. Mình chỉ có cái vỗ 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 hơi hơi cái mình đặt cái mâm vô cái rồi. Đó. Làm tới làm lui không có đứt cái miếng hâm này mới được nha. Nói chung ra mình mần kiếm đồng tiền bất cứ cái gì cũng vậy trơn á, đồng tiền của ai cũng công sức lao động người ta cực khổ, thì mình mần cái giá cả phải chăng và đâu đó đàng hoàng, nói đâu phải làm đó chứ không có mà làm gian dối được. Đó. Rồi giờ mình để cái mâm vô mình dặn ốc nha các bạn. Thì nói chung ra cái này nó xài ốc 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 bốn của mình, ốc 4 ly, nhưng mà mình dặn mình bắn ốc bắn luôn các bạn, cho nó có cái đầu là nó bự á. Đó. Rồi mình xài ốc này luôn. Ốc 4 ly mà ốc lùng. Ba con. Rồi mình bắt vô. Đó, nói gì nè các bạn. Thấy không? Hay lạ à? Anh em nào đam mê làm thì chế cháo đồ ha, hoặc là thay cái này nọ đồ thì coi kênh của mình thì cũng dễ làm lắm, mình làm thì tận tình chứ không có mà sửa video đâu nha các bạn. Đó rồi giờ mình bắn vô nha các bạn, này mình bắn vô một con trước đi. Đó. Bắn ốc mới đàng hoàng thì chuẩn hết trơn. Đây, con thứ hai nha các bạn, cái lỗ không khác mà nó ngay bon luôn. Mình cố gắng mình làm rồi 1 lít cho các bạn xem luôn, khỏi mất công làm 2 lít, cũng làm 2 lít nó cũng mất công thôi chứ không có gì hết. Phải mình bày ra mình làm 2 lít cho có lợi thì nó không có đâu, có lợi có nhiều lượt xem thì nó không có đâu, ăn thua các bạn thương mến mình. Ừ. Mình dẫn sát vô, bắn sát vô cứ nhắc luôn đó các bạn. Xem nè, coi nó ngay không nha. Chuẩn ngon luôn nè các bạn, thấy không? Thấy chuẩn ngon không? Đó, chuẩn đều luôn á. Mình làm phải cho nó đều hết trơn cái mâm, giờ nó không có cái cao cái thấp nha. Mình thay vậy đó, mình làm vậy nó mới ngon. Rồi xong. Mình tiến hành mình bắt mấy cái này vô. Đó, nhẹ nhàng mình dàn lật lên mình bắt mấy cái bắt mấy món này lên vô lại. Đây, mực vít mình kiểm tra mực vít lại nha. Mình phải đo là mới được. Đo mực vít coi nó ăn không. Mực vít này quan trọng, mực vít này là coi nó còn ngon không nha các bạn. Để mình làm vô rồi không còn ngon á. Hư mực vít luôn rồi các bạn. Hư mực vít luôn rồi. Tốn thêm cái mực vít nữa rồi. Rồi cái này mực vít này mình chia sẻ các bạn làm thôi, còn cái mực vít này mình làm rồi mình cho mình gắn sau nha các bạn. Mực vít này thì gỡ ra hai ốc rồi gắn mực vít khác vô à. Mình ra mình lục thì nó mất thời gian. Ở ngoài thùng ngoài á, ngoài thùng xe mình đi sửa mình để ngoài rồi. Rồi chỉ mình làm cho nó chuẩn thôi cho các bạn xem nha. Rồi mình gắp cái mặt chích này vô, cái càng chích vô. Với miếng hầm.
Mình coi cái miếng hâm coi nó có động chạm gì không nghe. Rồi lát mình gắp miếng hâm sau đi. Bây giờ mình gắn cái gúng vô nghe các bạn. Đây, cái gúng đây. Cái này mình kêu gúng nha. Nó là cái dao động để cho nấu chín cơm nó tự động đó. Còn cái này là cái mặt chích thôi. Cái mặt chích thôi, mặt chích để mà tiếp điện vô để cho mà cái nồi cơm điện nó hoạt động thôi. Đó. Gúng này là gúng 145 nha các bạn. Loại gúng tốt đó. Nó đủ cái cường độ 500 của nó để mà nung cho chín cơm. Mình cắn cái này cái cho nó đều lại. Lát mình đưa vô. Rồi mình đưa vô cho nó ngay cái trung tâm này nè các bạn. Nó có cái rãnh này chỗ này nè các bạn. Đó, cái rãnh xéo tròn đó. Thì mình đưa cái trung tâm mặt cúng ngay cái số 145 luôn nè, ngay cái trung tâm luôn nè. 145 này nó đưa mắc cứ nơi nào nhưng mà trung tâm ở dưới nè. Đưa ngay nó nha. Thì đưa ngay nó mới đúng chuẩn và ngay cái cục khách nằm dưới. Bình thường là mình làm gì đó các bạn. Đây. Mình trước khi mình gắn vô á thì mình coi hai bên nè. Đó, hai bên cái cháu hai bên nè, nó đẩy lên mình để nồi cơm vô nó không có cọ vô cái càng nha. Rồi, mình nại cái xeo cái gúng vô. Đây thì mình lấy cái vít dẹp mà dài á, mình cầm mình thọt vô đây nè các bạn. Thọt vô cái mép đó nè. Thọt vô cái mép gúng nè, mình xeo nó lên để cho nó gài lại. Nó vừa trồi lên là mình đưa nó qua. Đừng có xeo nhiều quá. Nè. Xem nè. Cứng thừ thấy không? Rồi mình sửa cái gúng cho nó ngay lại. Đây nè các bạn. Chuẩn luôn nè. Mình làm thấy cho chuẩn người ta xài đúng không? Rồi trước khi mà mình gắn vô á, mình coi cái này nè, cái càng này nè. Cái càng này thường thường thì nó lơ nha các bạn. Đây. Để này bên đi. Cái càng này thường thường thì nó hơi lơ. Mình bẻ cho cắm xuống chút xíu. Cắm xuống tí nha. Còn mình khi mình đóng xuống á, mình đậy, mình gài xuống mình nấu á, thì nó sẽ chuẩn hơn. Nó sẽ đủ cái độ. Đó là kinh nghiệm của mình đó. Tao bấm lâu ngày nó cũng hơi dạt hơi á. Với chủ hãng nó làm á, nó không có, nó làm đúng của nó thôi, còn cái càng kia thôi, còn cái cúng kia thôi, còn qua cúng này thì nó hơi khác. Cái dầu tiếp của nó, cái cây ấy của nó hơi ngắn. Nên mình phải bẻ xuống chút. Mình bẻ cái đầu ra đặng cho nó đừng có rớt ra. Cái đầu này nè, cái đầu nãy mình bẻ vô nè. Mình banh nó ra. Banh nó bóp nằm ngang gì nè các bạn. Cho thẳng nha. Dòm trên giữa cái cây của nó trên và dưới cho nó thẳng ngay ngắn đàng hoàng nha, chứ không có xéo nha. Xéo nó sẽ bị xeo, nó sẽ bị nhảy sớm. Đó. Rồi nếu mà mình để như vậy mình bấm lên bấm xuống này nè các bạn, đó, thấy không? Mình thử mình đè cái gúng vô. Đè gúng hết vô bình thường. Mình bấm vô coi nó ăn không nè, là chưa ăn nè các bạn. Thấy không? Chưa ăn nè. Là nó chưa có tới đúng không? Mình phải bẻ cái đầu càng này chú xuống nè, thấy không? Mình nói các bạn là như vậy đó. Mỗi cái mâm nó khác nhau. Bẻ hai bên cho nó đều, nó chú xuống. Đó thấy không? Đúng chuẩn nó mới được các bạn. Đó, bây giờ đúng chuẩn nó này thấy không? Mình đẩy nè, mình đè này xuống luôn nè. Cho nó song song nó đều. Tức là mình bóp cái càng này nè. Mình chỉnh làm sao cho càng nó chúi xuống mà nó đẹp thôi. Cong xuống. Rồi xong xuôi phải không? Mình ấy lên mình bẻ cái này nè. Thì thường mình hay bẻ cái này lắm các bạn. Mà biết sao mình bẻ cái này đừng cho cái này nó xay.
nó nhờ lâu ngày nó sẽ bị xây á, nó xây nó mất cái trung tim của nó thì người ta sẽ nấu nó mau hư thôi. Đó, mình bẻ lên vậy đó, không có gia chạm đến kia nghe, nhưng mà nó nằm ở đó nó không có xây qua xây lại. Đó, này là tiêu chuẩn của mình làm, tuy nó xấu thiệt nhưng mà nó ngon à. Đó, bạn thấy không? Đó, khi mà gì nè, nó không có ra cái tiết điện nè, nó sẽ bị chưa tới nè. Mình đè cái này xuống chút. Quá chuẩn luôn đó các bạn. Rất là nặng nha, kéo lên kéo xuống nặng vừa tay của mình, biết là đúng chuẩn của cái gúng thì xài. Rồi mình gài cái này vô coi nó nằm ở đâu. Đây thì vừa nghe bên đây thì nó chồm qua đây. Thì giờ cái mép này mình cuốn qua rồi, giờ mình cuốn qua hơi dư này mình bẻ lại. Bẻ lại rằng mình bắn dứt nó luôn. Đơn giản rồi các bạn ơi, không có khó. Rồi một bên thì mình gài đã được nha. Đó, bên đây thì mình bắn vít đó. Đây, dính luôn rồi. Đây, bên đây thì mình gài lại, bẻ ngang. Bên này mình bắn vít nó xuống cho nó dính xuống dưới. Không dính xuống dưới là nó bị giấy à các bạn, bị đụng cái này nè, cái chấu á, bị đụng chấu mâm là giật chết. Đây mình lấy con vít này mình bắn nha, mình bắn nó xuống nữa, bắn cho nó dính luôn. Nó không được bắn gì cho nó không có đụng tới cái mâm các bạn ơi, dính luôn nha. Rồi còn cái chấu, mấy cái chấu mâm mà khi mình mua là nó cong lên cong xuống nữa các bạn, mình bẻ cho nó ngay lên nha, bẻ vừa tay cho nó ngay lại, cho nó ngay lên để mình dẫn ốc. Đây này cũng vậy, này khỏi cần bẻ xay nha, chỉ bẻ nó ngay lên thôi, mình dẫn ốc thôi. Mấy cái chỗ chấu mâm nè, còn cái này nó không tới thì mình nói các bạn ơi, đây nè không tới nè, thấy không, theo gì mình quay qua thì nó tới đúng không, quay qua thì sợ nó đứt cái cầu mà. quay qua tới mình dẫn ốc luôn khỏi nó dây. Rồi các bạn ơi, mình hết sức rồi. Đây vừa luôn các bạn ơi, cái này vàng bên đây, xanh bên đây, biết đúng không, nãy mình lắc quên mẹ, xanh bên đây, vàng bên đây, quên rồi. Quên dây rồi đó, quên dây rồi, mình gắn vô mình lấy thử rồi. Mình hay quên đó, chứ không phải là mình làm cái gì mãi làm sao chứ. Quên thì mình bắt hai thằng này vô, hình như nó đúng rồi đó. Hơi căng dây tí nha các bạn. Căng dây thì lát mình bẻ con gờ le này qua một chút. Đem vô mình thử coi đúng đèn đó là được rồi. Đúng đèn hâm đèn nấu các bạn, bật lên bật xuống á. Đúng đó là đúng dây đó. Mình chú ý cái hai cọng dây nào nó vô thằng nào. Dây nào nó vô thằng nào. Đây đó. Mình thử nha các bạn. Thế là mình đã làm xong rồi đó. Mình lấy cái cọng dây của nó được đâu rồi. Đây cọng dây ghim của nó đây. Mình ghim vô coi nó đúng đèn không nha. Ghim các bạn ơi. Hầm đó. Nấu nè. Đó. Cái mặt vít nó bị hư rồi nãy đó các bạn. Đó. Đúng nha. Đúng rồi đó. Rồi. Chỉ còn có cái mình thay cái mặt vít lại nha các bạn. Thời gian thì nó có hạn. Mình chỉ còn ra lấy cái mặt vít mình thay vô cho anh ta cái rồi à. Mình chia sẻ các bạn tới đây thôi, nên mình đã làm hoàn chỉnh cái nồi cơm cho khách rồi ha. Cái này là chắc chắn nha các bạn. Đó, các bạn thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cái phần này thì mình chùi lao lại cho khách đem giao à. Đó.
Đây bụi bặm nè. Mình lau bằng cái lagin luôn nha, cho nó sạch sẽ cho khách. Đó. Các bạn thấy có thấy mình phét cái thấy cái dấu phét lủng lỗ ở trên đây không? Không bao giờ có nha. Đó, mình thay cho khách vẫn đàng hoàng, lịch sự đàng hoàng ở dưới đây thôi. Rồi chỉ còn có cái lắm rất lợi xài. Các bạn thấy kênh Thợ Da Chay có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Để có cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Đó, nè. Từ chi tiết nè các bạn xem nè. Đó. Chỉ phét rồi bắn dít là ba cái chỗ ốc mâm là đều hết trơn luôn. Đó. Canh là ngay bon mình khi mình nhúng xuống cái mình đè cái mâm xuống cái bắt đầu cái vùng tròn của nó mình nhắm ngay chính giữa mình bắn nè. Có dít bắn này nó cũng tiện lắm. Thì còn cái con này cái dây này thì nó thẳng chút xíu, lát mình bẻ này qua chút xíu, mình thay cái mới khác mình bẻ này qua. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Các bạn thấy kênh của mình mà hướng dẫn chia sẻ hay thì các bạn cứ theo dõi và ủng hộ mình. Đó, rồi có gì hay mình chia sẻ nha. Chào tạm biệt các bạn nha.